mà cái lưỡi này nó bật nguy hiểm phết đấy. Bảo hy sinh vì vị nghệ thuật. Vẫn chưa lên được. 10 phút rồi anh ạ. 10 phút rồi. Hơn rồi đấy. Hơn 10 phút rồi. À, thì đấy anh quay ở bên này mà. Con này tầm từ giữa hồ về mà. Chín cháu 19 cân nha. Con này tầm 19 cân rưỡi rồi. Nếu đúng con cũ thì bây giờ phải 20 cân rồi. Ừ, 20 cân. Ông Bành Tổ. Ui, trời ơi, quậy à. Con này con ông Bành Tổ. Chim tổ hồ này. Không, con này không phải. Con chim tổ đấy, chim quậy. Đây, nó đen xì đây. Ui, chim thật. Ui, chim ngon. Ừ, đúng rồi, đen xì rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh cái bánh tổ ở đây rồi. Cầm con cá vào. Đừng kéo lên con. Đừng kéo vào, đừng kéo vào. Thả. Ok, thế này, đúng rồi. Em cho thưởng vào 1 triệu mà. Ồ, thả cá. Vâng, thả cá. Đừng gỡ lưỡi. Đừng lấy cá không được à? Không ạ, không ạ, không ạ. Mở 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 cái máy ra. Thế là được chưa? Anh ấy bỏ rồi, từ gỡ ra là được rồi. Bỏ được rồi đấy. Rồi gỡ ra là lần nhận thưởng rồi. Không thôi. Con này không bê được anh ạ, anh không bê được, nó hai mấy cân. Nó dãy phát là mình rơi rồi rồi. Anh đứng sát bên em quay. Anh ấy đứng sát bên em quay video luôn, cả anh cả mặt anh luôn, con ké luôn là được. Ba màn được. Bỏ đây đâu. Anh gỡ một con lưỡi ra. Vừa mới nhắc đến nó hôm qua bay lên luôn. Đây em sẽ qua lấy live stream anh sẽ. Đấy, con mặt cần đủ. Cần đủ lên cá chim này. Sợ cái rất đó. Đã màn rồi. Con khủng long hồ mà. Khủng long rồi. Okay. Con em mười mấy cân rồi. Con này á? 19 cân từ ngày năm ngoái rồi. Đầu hoan. Ô. Đầu hoan, đầu hoan. Hôm qua em vừa